clip cuối cùng mà Nhân xin chia sẻ về tính cách giống vân tay, đó là chuẩn vân tay WX. Và đây là một cái chuẩn vân tay mà nói về xét về hình dạng, hình dáng dấu vân tay thì là cái những cái điều mà chúng ta học á, cái hình dáng của nó là khác biệt so với những cái chuẩn vân tay khác, có nghĩa là hình dáng nó là khó xác định và giống như là chúng ta học là chúng ta sẽ nó nằm không nằm trong đó, được gọi là WX. Mà người mà sở hữu chuẩn vân tay WX thì tính cách cũng khá là mạnh mẽ, và người này thì có rất là nhiều đặc điểm về tính cách, nhưng mà có một cái vấn đề là tính cách của họ là hay thay đổi thất thường, và có thể nói là họ có thể là sáng là nắng, chiều là mưa, nhưng họ thay đổi liên tục như vậy, và chính bản thân họ cũng cảm thấy khó hiểu về cái việc đó, và cái người khác thì họ mới cảm được về cái tính cách của họ là thay đổi như thế nào mà thôi. Và ở đây cái người mà sở hữu chuẩn vân tay WX này thì có nhiều ý tưởng và kỳ lạ và khác biệt, có nghĩa là họ suy nghĩ rất là nhiều, và họ có rất là nhiều cái ý tưởng rất là mới, và cái ý tưởng ở đây nó cũng khác biệt so với những cái người sở hữu chuẩn vân tay bình thường khác. Và suy nghĩ của họ cũng là ngoài kết hợp là có tính cá nhân hóa, có nghĩa là cái suy nghĩ của họ cũng vượt xa ngoài giới hạn. Họ thích cái sự ngẫu hứng làm việc thoải mái, họ không thích những cái việc về nề nếp, về khuôn khổ, đó là những cái mà họ thích. Đó, nói chung là họ cũng tính cách của họ thì rất là khó đoán, và có nhiều tính cách của các chuẩn vân tay mà chúng ta đã tìm hiểu ở phía trước rồi. Và người sở hữu chuẩn vân tay này thì có xu hướng thay đổi và không ổn định, có nghĩa là họ nói về cái việc mà mục tiêu của họ đặt ra thì họ dễ bị thay đổi, và họ không cố định được một cái mục tiêu, một cái công việc nào cụ thể, họ cứ thay đổi về mặt liên tục như vậy, và năng lượng phân tán khắp mọi nơi. Và cái người này là cái người là sẽ làm được rất là nhiều việc, và họ sẽ tập trung vào nhiều việc, thì khi đó thì họ sẽ phân tán cái nguồn năng lượng của mình, và cái kết quả mà mang lại cho họ khi mà làm việc nó sẽ không cao khi họ tập trung vào nhiều việc quá. Và một cái là họ theo đuổi những điều độc đáo và khác biệt từ những người khác. Và theo đuổi những điều độc đáo ở đây sẽ có cái câu này, là chúng ta thấy giống với cái người sở hữu chuẩn vân tay AR, thích làm những cái gì đó mà cái người khác mà không làm, có nghĩa là người khác không làm được thì cái người này sẽ làm được, đó là cái điều như vậy. Và thích những điều mới mẻ, huyền bí và bay bổng. Thì người sở hữu chuẩn vân tay WX thì rất là mạnh mẽ về những cái việc về tâm linh huyền bí, và nếu mà chúng ta nói ở đâu có ma thì họ cũng tìm hiểu những nơi nào về Phật pháp, về ngồi thiền, về cái gì đó liên quan đến tâm linh thì họ rất là thích tìm hiểu về những cái lĩnh vực đó, và họ thì rất là tò mò, họ ham muốn tự do, không muốn phá và mong muốn phá bỏ truyền thống. Họ rất thích tự do và cũng muốn phá bỏ truyền thống. Những cái việc về khuôn khổ, về đề nếp, về giờ giấc này kia thì họ không thích, họ thích làm việc theo những cái suy nghĩ riêng, quan điểm riêng, và rất khó. Cái người mà sở hữu chuẩn vân tay WX này thì cũng rất là ngẫu hứng. Và ở đây thì khi có cảm xúc, cảm hứng đến thì họ sẽ làm. Và nhưng ví dụ nếu mà cái người sở hữu chuẩn vân tay WX này để tìm được nguồn cảm hứng thì đôi khi nó cũng khác biệt so với người khác. Là có một cái ví dụ thực tế là có một anh đó sở hữu chuẩn vân tay WX này, thì anh muốn tìm cảm hứng để đến những quán cà phê mà đi nhạc DJ mà nó sôi động á, bước vào đó và anh ngồi một góc và bắt đầu đem sách ra, đem vở vào và đem laptop ra để làm việc, thì khi đó anh làm việc cực kỳ hiệu quả. Nhưng đối với như bản thân của những người chuẩn vân tay khác, khi vào đó thì sẽ không tập trung để làm việc được, nhưng mà người sở hữu chuẩn vân tay WX thì sẽ làm việc được, và trong đó thì nguồn cảm hứng của người đó lại rất cao đó. Và đặc biệt là tính cách của người sở hữu chuẩn vân tay này là bốc đồng, là dễ bị kích động về mặt cảm xúc, và người này là một người rất là nóng tính, do đặc tính là cái tôi rất là cao, nếu mà ai mà động chạm đến cái tôi nhiều thì người này bộc lộ cảm xúc, nó giống như một cái ngọn lửa gì đó, nó có thể là thiêu rụi được tất cả mọi cái. Chúng ta phải lưu ý khi giao tiếp tương tác với người này rồi. Và có tính kháng cự, không bao giờ chấp nhận những điều mà họ không mong muốn đó. Có nghĩa là họ không chịu được sự áp đặt về khuôn khổ gò bó. Nếu mà đứa bé mà sở hữu chuẩn vân tay này mà phụ huynh mà càng áp đặt thì nó có xu hướng là càng chống đối và làm ngược lại so với những cái điều mà mình muốn. Chúng ta phải lưu ý không bao giờ tự giới hạn bản thân mình, có những ý nghĩa mang tính đối kháng rồi. Vì nếu mà người sở hữu chuẩn vân tay này có nghĩa là họ sẽ luôn vượt qua giới hạn của bản thân mình. Và Nhân gặp khá là nhiều trường hợp thực tế, có nghĩa là chị đó sở hữu chuẩn vân tay này về, có nghĩa là chị làm rất là nhiều việc, nhưng mà việc nào thì hầu như cũng là ở mang một cái đỉnh là thành công, thì chị tập trung vào nhiều cái, nhưng mà chị phân tán về năng lực của mình thì nói về thành công thì thành công so với những cái quan điểm suy nghĩ của chị thôi, nhưng mà đối với những người khác thì nó sẽ thành công không cao, tại vì chị tập trung và phân tán cái nguồn năng lượng vào nhiều công việc quá, thì khi đó thì nó sẽ tập trung không cao, thành công, sự thành công nó sẽ không cao.
và ở đây không chấp nhận được cuộc sống đơn giản và buồn tẻ, thích những thứ mới mẻ và những thử thách, những suy nghĩ đa chiều và bí ẩn. Có nghĩa là những cái điều mà nó liên quan đến bí ẩn, huyền bí thì người này rất là đam mê và thích đi tìm hiểu về những cái đó. Và đối với cái người mà sở chủ vân tay VKF là luôn tìm hiểu, khám phá về công việc, về danh lam thắng cảnh, và họ đặc biệt là rất là thích đi du lịch. Và những cái công việc gì đó nó không có mang tính gò bó thì họ đặc biệt là họ rất là thích làm. Đó, chúng ta phải lưu ý. Và khi giao tiếp tương tác với cái người sở hữu chủng vân tay VKX này, chúng ta phải tương tác một cách nhẹ nhàng, tình cảm thôi, thể hiện sự chân thành của mình. Và một cái đặc biệt là chúng ta cũng không nên là nói thẳng vào vấn đề về mặt hạn chế của họ nhiều quá. Tại vì cái tôi của người này rất là cao, họ rất là dễ bộc lộ cái cảm xúc của mình ra. Và đặc biệt nữa thì nói đơn giản và ngắn gọn là được rồi. Và ở đây về người mà sở hữu chủng vân tay VKX là một người nhân ví dụ nè, có một lần mà Nhân đi Cần Thơ thì cái chị đó cũng sở hữu chủng vân tay này. Và khi mà mình hẹn á, mình hẹn là ví dụ là 7 giờ đi, nhưng mà mãi đến 7 giờ rưỡi 8 giờ thì chị đó mới ra. Và trong khoảng thời gian đó mình phải gọi nhiều cuộc thì để nhắc lại. Tại vì đôi khi thì mình hẹn 7 giờ nhưng mà 7 giờ mình tới, nhưng mà đôi khi 8 giờ thì người sở hữu chủng này mới tới. Chúng ta cần khắc phục được cái nhược điểm này. Đó là một cái trường hợp nhưng ví dụ, nhưng mà đối với các trường hợp khác đôi khi nó không chính xác về cái vấn đề này, chúng ta phải lưu ý.